mâu thuẫn vặt dẫn đến đâm người trọng thương. Đó là một vụ việc vừa xảy ra ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hai đối tượng bị công an huyện Krông Năng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích là Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Đức Sơn, trú ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng. Nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ chuyện trước đó, Quý là bạn của hai đối tượng này, có mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Nhân ở một quán karaoke. Sau đó, Quý chạy về gọi Thắng và Sơn mang theo dao, gậy cùng một số đối tượng khác đi trả thù. Khi thấy nhóm của Nhân đang trong một quán nhậu ở thị trấn Krông Năng, Thắng đã vào gây chuyện. Hai bên thách thức khẩu chiến xong, Thắng đã cầm dao đâm vào vùng đầu của Nhân, còn Sơn thì cầm gậy xông vào đánh Nhân. Hậu quả, Nhân bị thương tích tỷ lệ 29%.